Chưa bao giờ mọi người hâm mộ cảm thấy ngao ngán về những bản hợp đồng trị giá trăm củ vào thời điểm hiện tại. Manchester United thì đang mắc kẹt với Anthony khi mà cầu thủ người Brazil vẫn thể hiện phong độ rất bất ổn. Tân binh 115 triệu bảng của Chelsea Moises Caicedo thì liên tục mắc lỗi và có nguy cơ trở thành một trong những món hàng hớ nhất lịch sử đội bóng. Còn đối với Real Madrid, họ cũng từng là nạn nhân của Eden Hazard. Mặc dù vậy, thượng đế không lấy đi của ai hết mọi thứ, khi Real Madrid lúc này đang sở hữu một bản hợp đồng trăm củ xứng đáng với những gì mà họ bỏ ra. Jude Bellingham. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vì sao Jude Bellingham lại chính là bản hợp đồng đắt giá thi đấu ấn tượng nhất đến thời điểm này của mùa giải mới. Ngày Jude Bellingham hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 103 triệu euro đến Real Madrid, có rất nhiều sự kỳ vọng và tò mò qua bản hợp đồng đắt giá của đội chủ sân Santiago Bernabeu. Trong một tập thể toàn sao của Carlo Ancelotti, sự có mặt của Bellingham được đánh giá là không thể bổ sung bất cứ điều gì cho dàn nhân sự vốn đã quá chất lượng của câu lạc bộ Tây Ban Nha. Huống hồ gì thời điểm đó, Real Madrid đang đầy hào hứng sẽ thành công kích nổ bom tấn Kylian Mbappe. Tuy nhiên, ở khoảng thời gian sau, Real Madrid liên tục đón nhận những thông tin không mấy tích cực về hàng công. Karim Benzema chuyển đến Ả Rập Xê Út, thương vụ Kylian Mbappe gặp rắc rối. Họ chỉ có được một Joselu, một cái tên chưa có nhiều ấn tượng cũng như được nhiều người biết đến. Dù cho Joselu cũng là cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất mùa giải năm ngoái, thế nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha khó lòng có thể khóa lấp khoảng trống của Karim Benzema. Thực tế đúng là như vậy, có điều một người khác đã thay Joselu làm điều đó. Tại thời điểm này, nếu như chúng tôi nói rằng chính Jude Bellingham, chàng tiền vệ mà ít ai kỳ vọng đã thay thế nhiệm vụ ghi bàn một cách hoàn hảo, chắc nhiều người sẽ không thể tin. Trong chiến thắng mới nhất 2-1 trước Getafe, tiền vệ sinh năm 2003 là người ghi bàn ở phút bù giờ thứ 5, giúp Real Madrid thành công giữ 3 điểm ở lại sân nhà trước một đội bóng vô cùng khó chịu. Trong 90 phút góp mặt trên sân, những con số mà tiền vệ người Anh mang lại đều rất ấn tượng. Jude Bellingham đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số với cú dứt điểm duy nhất của mình trong cả trận đấu. Ngoài ra, theo thống kê của SofaScore, tiền vệ này sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác 91%, 72 pha chạm bóng, 3 đường chuyền mở ra cơ hội rõ ràng. Jude Bellingham cũng trở thành cầu thủ tiếp theo sau Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo và Cesc Fabregas ghi bàn ở 4 trận đầu tiên tại La Liga. 5 bàn thắng sau 4 trận đấu. Khi nghe đến thông số này, chắc chắn chúng ta sẽ hình dung đến một tiền đạo đang vào form. Thế nhưng, đó là thông số của Jude Bellingham, một tiền vệ. Một phần nguyên nhân lý giải cho phong độ rực cháy của cầu thủ sinh năm 2003 đến từ những thay đổi chiến thuật của Ancelotti. Để giải quyết vấn đề trung phong, nhà cầm quân người Ý đã quyết định thay sơ đồ 4-3-3 quen thuộc thành sơ đồ 4-4-2 kim cương. Trong sơ đồ chiến thuật mới này, Jude Bellingham sẽ chơi ngay phía sau lưng bộ đôi tiền đạo giàu tốc độ là Vinicius và Rodrigo. Những tưởng Real Madrid sẽ gặp khó khi thi đấu trong sơ đồ mới. Ai ngờ phát kiến của Ancelotti hoạt động vô cùng hiệu quả. Trong tháng 8 này, câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha phải bắt đầu 3 trận đấu đầu tiên của mình tại giải quốc nội trên sân khách. Thế nhưng, họ đều bỏ túi 9 điểm mang về Madrid nhờ những màn trình diễn xuất sắc của Jude Bellingham. 3 trận đấu, 4 bàn, 1 kiến tạo. Jude Bellingham đã cân bằng thành tích ghi bàn của Ronaldo, nhỉnh hơn người đàn anh thậm chí một lần tạo cơ hội. Vốn dĩ những ai thường xuyên theo dõi La Liga tuyên đoán rằng Vinicius vẫn sẽ là cái tên gồng gánh hàng công, nhưng họ đã nhầm. Real Madrid bỗng mất đi số 7 của mình trong một khoảng thời gian dài khi Vinicius gặp chấn thương cơ đùi phải. Tiền đạo người Brazil vắng mặt trong những trận đấu đầy khó khăn trước Sociedad và đối thủ cùng thành phố Atletico. Dĩ nhiên Vinicius cũng vắng mặt trong trận đấu mới nhất trước Getafe. Anh nhiều khả năng sẽ không thể thi đấu trong giai đoạn khởi tranh vòng bảng Champions League. Dù vậy, Jude Bellingham đã thay thế xuất sắc vị trí của người đồng đội. Camavinga đầu mùa chắc hẳn cảm thấy rất lo lắng khi họ không tìm được một ai có thể thay thế cho Benzema. Tuy nhiên, với những màn trình diễn vô cùng ấn tượng, Jude Bellingham đang khiến cho Camavinga vơi bớt nỗi nhớ tiền đạo người Pháp. Trước đây từng có những nghi ngờ khi Jude Bellingham được trao nhiệm vụ thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công trong sơ đồ kim cương của Ancelotti. Khi còn chơi tại Dortmund, tiền vệ này đóng vai trò là một tiền vệ box to box, lên công về thủ rất nhịp nhàng. Đa phần, Jude Bellingham sẽ thi đấu thiên hướng về phòng ngự để dành nhiệm vụ tấn công cho những ngôi sao sáng tạo hơn như Marco Reus hay Julian Brandt. Đến với câu lạc bộ thành Madrid, được giao phó nhiệm vụ tấn công, có thể thấy Jude Bellingham sẽ phải làm quen với một vai trò hoàn toàn trái ngược với mình ngày trước. Tuy nhiên, cầu thủ 20 tuổi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. Những pha lập công của Jude Bellingham khiến cho các Madridista cảm nhận rằng đội bóng của họ vừa khai phá được một viên ngọc ẩn mới ở vị trí số 9. Bellingham chính là tiền đạo thực thụ mà Real Madrid đang tìm kiếm.
một tuyệt phẩm vô lệ trong ngày ra mắt La Liga trước Athletic Bilbao. Một pha để bóng cận thành cực kỳ cảm giác, một cú đánh đầu mang lại chiến thắng cảm xúc trước Almeria, một cú đánh đầu nối trước Celta Vigo, và mới nhất là cú đá bồi vào những phút bù giờ cuối cùng trước Getafe. Những pha lập công như vậy, ít ai có thể nghĩ rằng nó đến từ một tiền vệ ít tham gia tấn công như Ruud Bellingham trước đây. Phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của cựu tiền vệ Dortmund là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của La Liga. Carlo Ancelotti cũng không tiếc lời khen ngợi cậu học trò của mình. Cậu ấy hòa nhập quá nhanh trong hệ thống sơ đồ mới. Có cảm giác như cậu ấy đã thi đấu ở đây từ rất lâu rồi. Cậu ấy là một cầu thủ rất tài năng. Kế thừa chiếc áo số 5 biểu tượng của huyền thoại Zinedine Zidane, Jude Bellingham hiểu rằng những áp lực dành cho anh sẽ vô cùng lớn. Tôi nghĩ rằng áp lực mà thứ mà tôi tự đặt cho bản thân mình kể từ khi bắt đầu sự nghiệp bóng đá và kể từ khi tôi chuyển đến Dortmund, nó luôn lớn hơn so với những gì mà người khác đặt ra cho tôi. Vì vậy tôi luôn ngầm hiểu rằng tôi cần phải thi đấu ở một mức độ nào đó và tôi biết rằng mình cần phải đạt phong độ như thế nào. Tôi đã có cơ hội được trải nghiệm điều đó ở World Cup năm ngoái. Bởi sau những màn trình diễn ấn tượng của tôi khi giải đấu mới bắt đầu, tôi đã cảm nhận về nhiều sự hy vọng từ những người hâm mộ mình. Đối với tôi, đây là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi cũng đã học hỏi thêm rất nhiều bài học mới. Có thể thấy, tham vọng của chàng tiền vệ trước thanh tu lo đào tạo của Birmingham City vô cùng to lớn. Với những màn trình diễn ấn tượng của Jude Bellingham tại trung tâm hàng tấn công của đội bóng, cơn đau đầu của Carlo Ancelotti đã giảm bớt phần nào. Có thể khẳng định rằng, tiền vệ sinh năm 2003 hoàn toàn xứng đáng với mức giá trăm củ mà Real Madrid đã chi ra. Tương lai của Real Madrid cũng sẽ ngời sáng với sự có mặt của Jude Bellingham. Và liệu chàng tiền vệ tài năng đến từ đảo quốc sương mù có thể giúp Real Madrid thâu tóm thêm những chiếc cúp về phòng truyền thống của mình hay không?